Làn da mịn màng là một trong những tiêu chuẩn đánh giá sắc đẹp của phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng sở hữu cho mình một làn da đẹp. Chính vì vậy mà chúng ta cần đến công nghệ make up. Trong nghệ thuật make up thì đánh kem nền được coi là bước quan trọng nhất để biến hóa cho làn da trở nên đẹp và sáng hơn. Nhưng có những cô gái có làn da nhạy cảm thì vấn đề không dễ dàng như vậy. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng theo chân MC của chương trình đến gặp chuyên gia trang điểm để nghe những tư vấn về cách sử dụng kem nền cho làn da nhạy cảm nhé. Xin chào chuyên gia, mình là MC của chương trình đẹp 24/7. Chuyên gia có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? Mình là Yến Phương, mình là chuyên gia trang điểm của mỹ phẩm Menat. Như các bạn đã biết thì lớp trang điểm nền đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong suốt quá trình trang điểm. Chúng ta có rất là nhiều các sự lựa chọn khác nhau cho các sản phẩm trang điểm nền. Tuy nhiên, nếu như chúng ta sở hữu một làn da nhạy cảm thì việc lựa chọn sản phẩm trang điểm nền cực kỳ quan trọng. Bởi nếu như chúng ta lựa chọn không đúng, không tốt thì có thể vô tình khiến cho làn da của chúng ta trở nên mẫn cảm hay là ửng đỏ. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi các bước hướng dẫn của chuyên gia trang điểm Yến Phương. Điều đầu tiên đối với một bạn gái sở hữu làn da nhạy cảm đó chính là chúng ta sẽ cần phải làm sạch thật tốt và dưỡng ẩm nhẹ nhàng cho làn da. Chúng ta dưỡng da xong thì đến các bước trang điểm, chúng ta nên sử dụng những sản phẩm trang điểm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Và hơn thế nữa thì nên là chiết xuất từ thiên nhiên thì sẽ rất là dễ để có thể thẩm thấu vào trong làn da. Với những bạn gái sở hữu làn da nhạy cảm thì chúng ta sẽ nên thử một chút ra phần cổ tay hoặc ra những cái vùng mỏng, da mỏng như là ở vùng đường viền khuôn mặt. Khi tản kem, các bạn lưu ý chúng ta sẽ tản từng vùng một ạ. Đến vùng nào thì chúng ta mới tản kem ở vùng đó, và chúng ta sẽ tản thành nhiều lần, thành các lớp mỏng, tránh việc là chúng ta tản quá dày sẽ dẫn đến việc đọng phấn và khiến cho làn da của chúng ta dễ bị ửng đỏ hơn. Như đã nói thì các thành phần có nguồn gốc từ tự nhiên, đặc biệt đó là tinh chất linh chi đen và linh chi đỏ, cực kỳ tốt đối với làn da. Chính vì như vậy, Phương đã sử dụng sản phẩm Amberly Press Powder dạng nén để trang điểm cho bạn Huyền Vi. Vâng, để có một lớp nền đẹp quả là không đơn giản một chút nào, đúng không ạ? Xin được cảm ơn bạn người mẫu và chuyên gia trang điểm Yến Phương đã giúp cho chúng tôi có được thao tác cũng như là cách để chọn lựa và sử dụng kem nền sao cho phù hợp với làn da của từng người, đặc biệt là với những người có làn da nhạy cảm. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần khán giả tương tác. Các bạn gái có làn da nhạy cảm hãy nêu các đặc điểm làn da của mình và chụp ảnh khuôn mặt lại rồi gửi về fanpage của chương trình theo đường link dưới đây. Ảnh của bạn nào được nhiều like và share nhất sẽ nhận được một phần quà từ hãng mỹ phẩm Menat. Chúc các bạn may mắn!